Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Người hâm mộ đổ xuống đường chào đón người hùng Argentina trở về. Vào lúc 8 giờ 43 phút sáng hôm qua, theo giờ địa phương, đội tuyển Argentina đã trở về quê hương trong sự chào đón của những người hâm mộ. Đội tuyển Argentina đã giành chiến thắng trước Brazil để giành chức vô địch Copa America sau 28 năm chờ đợi. Ngay sau khi giành danh hiệu cao quý Messi và các đồng đội đã trở về Argentina. Họ đã đặt chân xuống sân bay ở Buenos Aires vào lúc 8 giờ 43 phút sáng qua, theo giờ địa phương. Trước thời điểm ấy, hàng nghìn cổ động viên đã có mặt ở cổng sân bay cũng như khu vực Eza để chào đón những người hùng trở về, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động. Ngay khi chiếc xe buýt chở toàn đội Argentina đi ra bằng sân bay, họ đã được chào đón với hàng dài người hâm mộ đứng ở bên đường. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên đội tuyển Argentina sẽ không tổ chức diễu hành bằng xe buýt quanh thành phố Buenos Aires. Vì lý do tương tự, họ chưa chắc có thể gặp mặt tổng thống Abeto Fernández để mừng công. Tuy nhiên, bên trong khuôn viên của liên đoàn bóng đá Argentina, mọi thứ đã được chuẩn bị để đón những cầu thủ Argentina, chung ảnh những người hâm mộ Argentina chào đón đội nhà trở về. Hát long